thấy trên mạng suốt. Đúng rồi. Thế à? Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy ở trong cái mạng mà rất mạnh. Hóa ra thằng này. Hóa ra rất là mạnh. Chị ơi. Dạ. Vâng, chị đang dọn dẹp ở gì? Anh đâu rồi? À, anh mình tên là Tuyên hả chị? Dạ. Anh tên là Tuyên à? Đúng rồi. Còn chị là Hiển? Vâng, đúng rồi. Vâng. Vâng, em cứ lắp đặt nhá. Vâng. Tiếc quá không gặp anh. Tí anh có về không? Có, lắp đặt đây rồi. À, thế à? Vâng. Đây nè. Ai đang ngủ đây? Vâng, bố anh em mình mà bật âm thanh như phát là chạy mất dép ngay. Nhưng mà ai đang ngủ đây thì chị? Ngồi nhà chị á? Sao không? Vâng, để cho ngủ. Để cho cháu vào trong nhạc. Bây giờ lên nhạc nó tự động nó chạy. Đúng rồi. Bây giờ xem TV nó ngủ ấy. Ở đây bên này bị cái hôm nọ xe đánh nó cháy. À thế ạ. Bóng tít, hôm nọ bị là bão ấy. À, bão có ảnh hưởng gì nữa không chị? Ngoài đèn, bóng đèn ra. Ừ. Đấy, anh em mình triển khai luôn đi. Cho đồ xuống. À, loa em sẽ để hai bên đây nhỉ? Vâng, đúng rồi, anh để hai bên đây. Nó vừa không nhỉ? Chắc là vừa không? Không vừa không ấy. Ừ. Nó để hai bên. Thôi được rồi, cứ cho vào điện tính nhỉ? Ok. Đấy, anh có dặn chị rồi đúng không? Vâng, rồi thì em bảo anh cứ tháo ra không? Vâng. Em, đấy, đổi ra. Nhà mình trước kia có bộ nào chưa hả chị? Em chưa. Chưa bộ nào? Thế anh mua bộ này anh có bảo chị không? Có thông báo chị không? Đó. Cũng phải hỏi qua ý kiến chị. Không lấy tiền đổ bà thôi, không được. Đúng. Phải hỏi qua ý kiến chị. Nhà dân thì mình cứ bình đẳng thôi. Bình dân, vâng. Bộ này cũng là bình dân mà. Ừ, thì bộ 50 triệu đổ bà thôi. Vâng. Thế là anh xem thì chị có biết là... Ui, cái lão trả lên xem ở trên mạng ấy, trên, yeah. Trên điện thoại của ngày con nào. Anh ấy. Ngày nào cũng theo dõi bọn em à? Chắc là chết quá, ngày nào tối cuối giờ mới xem. À, thế. Không thức dậy, không ăn xem. Thức dậy, ăn vì dài, ngủ vì dài. Ở đây có hàng xóm, có ca sĩ nào không? Chị mời hết lên đây, hát test thử. Tầm này thì không quê nhà em đi làm hết rồi, không ai hết rồi. Đó, tầm này thì chị chết rồi. Vâng. Anh đi ra nhiều lời nhỉ? Dạ, em đi liên tục ấy. Mới hôm qua, anh qua đây này. Lúc nào này? Em thấy anh phát trực tiếp vào lúc 8 chiều. À, thế à? À, đúng rồi. Vâng. Em đi Bắc Giang suốt mà. Hôm qua Bắc Giang xuyên vào mấy tỉnh, 4 tỉnh. Bắc Giang xong rồi đi về Hải Dương xong Quảng Ninh xong Hải Phòng. Đêm qua hai anh em đêm về nhà. Đi suốt. Vâng ạ, đấy, bộ nó như vậy thôi. Vâng. Một trong thiết bị đúng không? Vâng. Nhìn phết khiếp nhỉ. Bây giờ bỏ hết rồi. Giờ công nghệ mới rồi. Nông chui. Chui nhiều quá chỉ để tổ bụi thôi, lau chùi vất vả. Nhưng mà chị nhìn cái đôi loa này có đẹp không? Ưng mắt chưa? Đẹp nhỉ? Hợp với cái bộ bàn ghế nhà chị. Này bộ khác bàn ghế khác. Vâng. Vâng. Đó là làm dần xong mình làm vách, để cái gì gì ấy, mình vâng. Thay. Vâng. Thế con loa về trước xong rồi bắt đầu mình thiết kế dần. Ừ đấy, ông muốn thoa về để nó bắn cái vách cho nó dễ. Đúng rồi đấy, chính xác đấy, anh là chọn như vậy là hợp lý. Vâng, tại kệ mới đệm vách là có thể thay đổi được, nhưng loa thì không thay đổi được. Mua loa về để biết, để hướng để con đá đồ. Đúng rồi, chính xác đấy. Ấy ông chơi, chạy ra, mình nhìn không? Xiaomi á? Xiaomi Bluetooth được. Xiaomi bắt Bluetooth rồi. Cái
Còn đấy chà ba người đi mua chà ba. Trên đấy, trên gì? Em chào anh. Ngày nào không có. Sao anh đấy? Đấy trên mạng suốt. Vâng. À, thế anh cũng theo dõi bọn em à? Ừ, chà suốt. Ồ, thế à? Hai ba hát bài gì nhỉ? Tình thân à? Tình thân. Thế anh với anh Tuyên là thế nào với nhau? Anh Tuyên là em. À, em ruột luôn đấy hả? À, thế à? Không, em họ ạ. À, anh em bọn anh em trong nhà, nhưng mà ai là người biết trước bọn em? Trên Facebook, trên TikTok thì thấy suốt. À, thế à? Tôi theo mãi đến đây là tìm hiểu. Vâng. Thế là nhà anh đã có bộ nào chưa? Nhà anh chưa, cũng thích lắm nhưng chờ điều kiện kinh tế à? Điều kiện chưa được phép tạo. Vâng. Thế mà theo mẹ này thầy bình thường tốt như vậy, thời xưa này bằng nhà nó chẳng cứ thế để tới TV. Chị tính đã sạch sẽ sẵn rồi. Không có. Mua làm gì? Loa lại. Kiểu loa như này, cao này nhưng mà bé hơn không? Có. Có loa hẹp hơn. Hẹp có. Hơn. Vâng. Nó có cái bản Hunter Mini đấy. Cái ông này to thì phải, để cho lấy thì phải nhé. Ừ. Này to. Nó lọt ở trong cái ấy này. Rộng của bao nhiêu anh? Đây đây thì đâu á? Chiều rộng. 35. 35 á? 35 thì chọn Hunter Mini chắc phải vừa. Nó giống như này nhưng nó thu nhỏ đi. Nó ngắn hơn, nó nhỏ ngang hơn. À, thế vừa đấy, vừa Hunter Mini. Hôm nọ em lắp trên thành phố Bắc Giang cũng mộ đấy. Nhà anh có máy TV, với hai xe cũng thế. Cái hẹp hẹp ấy hả? Để hai bên đấy hả? Đấy, đấy cái nó nhỏ nhỏ. Bây giờ mấy chục? Hơn 40 thôi anh. Còn bộ của anh thì chắc là sẽ ít hơn. Nó nhỏ thì nó sẽ ít tiền hơn một tí. Tầm này trên bộ này có khỏe cả. Không, bình thường, to nhỏ là do mình thôi. À vâng, em xin. Em bận cái này. Đây, kiểu này em câu ra. Ừ. Hôm qua thì ông bác cũng qua bên thế, nhưng mà không phụ là bọn em. À, chào ông, nói đẹp không ông? Hôm nay có thể nói đúng rồi. Anh hộ người em tay nhé. Vâng, kêu em cái lại vào cho nó nhẹ nhàng. Khiêng 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 đấy, mỗi người một bên, bên kiểu bên đứng thế đấy. Vâng, chắc cần hai người đã được rồi. Vâng, ông cứ để hai anh em kiêng. Vâng, ông cũng khỏe vết nhỉ. Ông vẫn còn thanh niên sốc vác. Vẫn về được bắt cơm. Vẫn về được bắt cơm. Vâng. Đây gỗ thật, đây gỗ thật anh. Cho mày hắn tí cho áo. Vâng. Cho hắn nó rộng, đúng không? Đẹp không anh? Nhìn thực tế nó đẹp hơn nhiều nhỉ? Không, cái loa này để dưới đất luôn không? Vâng, loa này thích kia. Dạ, cho em hộ em một quả kia đất nhỉ? Hộ em một quả nữa. Để đi để có bộ xương cua thêm đi. Cái đâu người ta ủng hộ phát có ngay à, anh mà ủng hộ em lại có ngay nửa tiếng có ngay. Vấn đề là mình cũng muốn lắp không thôi chứ. Bọn em vẫn đầy đủ. Dạ. Vâng. Nếu không vừa thì đánh nhau lại tí. Không, bên này cũng đang sợ thiếu này. Tại vì đằng nào cái kệ này sau này mình thay mà chị nhỉ? Đấy, thế nên thôi cứ để tạm đi. Đằng nào sau này vừa mới đấy nhưng mà không vừa bên này. Không, vừa bên đấy nhưng mà không vừa bên này. Đấy. Nhưng bên này là không vừa này. Đằng nào thôi cứ chơi tạm đi, sau này đằng nào chị cũng bỏ thay cái kệ này mà. Vâng. Đi đây, chuyển vào đây. Đấy, xong rồi để con chồng bên cạnh cái loa hay là được. Không lọt được. Đúng rồi. Đáp ông thì to rồi phải, gọi điện to rồi phải. Không nghĩa vậy. Cái bà cầm thôi chuyện này. Sao thay kệ khác nhỉ? Đã là cứ vừa ấy. Thế cho mày nấu hình dẫn lắm.
Đây, khả năng nó thử không cố quá nó sức anh ạ. Cố quá nó sức loa nó phí. Nó còn dơ lắm. Cố quá nó sức loa. Không được. Đấy. Cứ để vậy là được. Còn đúng là... Đúng rồi, nó sức loa nó phí loa. Đúng rồi. Nhưng mà sau này mà chị thay được cái kệ được là lại ngon ngành ngay. Đi kệ đi đo theo ý mình được mà. Chân nó chân nó xu. Mày mà làm trước gạch của mình chết đi chị. Đi chuyển đồ, con ra chuyển đồ đạp nó không chuyển nhỉ, ra đà thì chết ngay. Ui, nó cái gì nó ngay tối nào nó xem đến 9, 10 giờ, 11 giờ đêm nó mở mắt ra đây, nó xem cái này. Nếu mà giờ mở đứng, cái bút là chỉ có cả các bằng hoàng. À đấy. Chỉ nó xem là thật. Nghĩa, nơi làm sao được nhỉ? 1 giờ đêm mở, nó cắt ra đi, tôi ngứa mắt rồi. Thật xem từ lúc tới lúc đéo được xem. Nhưng mà xem này nó lành mạnh như thế nào. Thì ý là từ lúc bỏ mắt ta đã xem rồi. Đập nó. Đập nó nhức người lên nhỉ. Ê, nhưng mà vẫn sướng nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vượt qua ngàn bão tố đông lòng ơi, mây bóng hoa đất từ vì ưu tiên công tàu anh ra khơi mênh mang câu hò kẻ bồ quê tặng cả nhà. Đó yêu cầu của anh. Đấy, tình đất, mất công cái này. Đấy nhá, tình đất nhá. Vào mái nhà đèn hoa sáng người
Nghe nó vẫn rõ ràng đúng không? Bán xe tách bạch này. Quan trọng là nghe được cái độ sạch sẽ chi tiết nữa. Tiếng nó trong vắt. Nó là thương hiệu của Mỹ, công nghệ của Mỹ. Đồng bộ luôn nha. Từ đẩy, từ vang, từ mic, từ trầm, nó là đồng bộ cùng. Thế em hướng dẫn cho anh cách dùng nhá. Anh có cần lấy điện thoại quay lại không? Quay lại cách dùng đi. Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ này em cài xong rồi đấy, không cần dùng máy tính nữa, chỉ có anh dùng ở đây thôi. Lại thì ra lại là mày đó. Lại là mày à? Tao nhìn thấy chú, tao nhìn thấy ở trong cái mạng mà thế mất thằng này. Hóa ra thằng này. Thằng này. Từ thằng nào là thằng này. Đi đâu gặp thằng này hả? Đâu gặp, vừa bất nặng ở trong chúng tao đấy. Chú cũng xem Hoàng Long rồi. Chú. Thế à, chết rồi. Đi đâu cũng gặp người quen thế này. Xem vào trong đây thì chúng ta vào trong đây rồi. Vâng. Thế... Ở Bắc Giang à? Cháu lắm liên tục. À đây. Vâng, cháu ở Long Biên, Hà Nội. À Long Biên, Hà Nội. Vâng. Ở Bắc Giang này... Chắc... Cửa này... Bán gì bán đấy? Bỏ chưa? Bán gì? Nó... chất nghe này... Công suất nhỏ hơn thôi. Nhưng mà thậm chí nghe kỹ nó còn có nhiều cái nét còn loa này không có. Phải chơi là à, nó nhỏ thôi. Bật lên mà nghe. Đấy. Đang gọi điện ông. Đấy. Này, bật lên này. Bật lên là chào chú nhá. Vâng. Nhà rộng vô một bê, nhưng mà để hết luôn. Ê, mở trong nhà ra ngoài sân nghe mới hay nhỉ. Quay mấy cô nhỏ nhỏ nhá. Vâng. Ô, em vẫn quay đấy. Ở kết bạn. Kết bạn mới là số hotline của chúng em, trong mà chúng em gửi cho. Có số hotline trên đấy đấy. Chào chú nhá. Chào cả nhà, chào cô. Bốc nước ăn thôi nhá. Em về có việc đang có bộ đang chờ. Ở đi thắp. À cái xe của ai đây chú? Cho nhờ cái xe. Rồi nếu cháu được phải chết. À.